Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị. Hiện tại thì Hải đang ở đây là gần ngã ba cây cốc Bình Phục Thăng Bình của Nam đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Hôm nay Hải chia sẻ một hoàn cảnh rất là đáng thương quý vị ơi. Đây là cháu trai ha. Năm nay là sinh viên năm 4 của trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đúng không con? Thì hoàn cảnh gia đình em rất là đáng thương quý vị. Cách đây vài năm thì ba của em mất, rồi đến em trai mất, anh trai của em cũng mất ha. Rồi gia đình còn có hai mẹ con, mà nay thì mẹ cũng bị ung thư gan, bỏ em ra đi luôn cả nhà ơi. Thì hãy nghe thông tin của anh ở đây chia sẻ ha. Thì hoàn cảnh rất là đáng thương, nay hãy đến thăm con trai. Cho chú hỏi con tên gì? Con tên Hồ Tấn Anh. Hồ gì? Hồ Tấn Anh. Hồ Tấn Anh. Con là sinh viên năm 4 trường đại học đúng không? Chú cũng nghe ở đây chú chia sẻ đó ha. Thì hôm nay chú cũng nghe hoàn cảnh con như vậy đó. Gia đình rất là khó khăn. Mẹ tằn tổ nuôi con học đến năm 4 rồi đúng không con? Mẹ con bị ung thư. Con thịt ở đây con nói chuyện. Mẹ con bị ung thư đến nay là mấy năm rồi con? Dạ, bị ung thư 6 năm. Mẹ con ung thư 6 năm. Chú cũng nghe nói là con cũng học rất là giỏi hả? Dạ. Em học là rất tốt hả anh? Học giỏi. Học giỏi. Vì 12 năm liền là học sinh xuất sắc của trường. Bây giờ vô đại học vẫn là học sinh xuất sắc luôn. Số phận thật là quá khắc nghiệt với anh trai quý vị. Vậy thì mấy năm nay con học ở trong Sài Gòn phải không? Dạ đúng rồi. Rồi mẹ con đau như vậy thì ai chăm sóc cho mẹ con? Dạ, mẹ tự đi bệnh viện để truyền thuốc. Mẹ tự đi bệnh viện để mà truyền thuốc. Rồi thời gian cuối này thì sao? Con nghỉ học để về chăm mẹ. Con nghỉ học để về chăm mẹ. Vậy là con năm nay là 22 tuổi đây ha. Năm 4 là 22 tuổi đó. Ba con hồi xưa thì bị sao mắt? Ba thì ung thư phổi hả? Giờ mẹ ung thư gan. Anh trai bị tai nạn. Anh trai thì bị tai nạn. Giờ gia đình là chỉ còn có một mình chứ còn không có em gì nữa hả? Có hai ông anh con bác ở hai bên đây. Mà cũng gia đình nhà cũng khó khăn hết, không có lo được gì. Giờ như em nó bị như vậy thì giờ hoàn cảnh em như vậy thì sao nó đi học được nữa trời? Cố gắng động viên miết, cố gắng đừng suy sụp rồi, nên động viên miết em thôi. Phải cố gắng thôi, giờ gia đình mình dạy phải hết sức cố gắng lên để vượt qua cái giai đoạn này. Giờ có nói gì nữa, cũng mẹ mất rồi, em phải cố gắng thôi. Thì hôm nay cũng hữu duyên hả chú đến đây thăm mẹ của con nha. Con cố gắng vượt qua cái giai đoạn này ha. Cháu thì chắc cũng bây giờ rất là đau buồn cả nhà. Vì gia đình còn một ai đó thì nó cũng vơi bớt đúng không anh? Không có người để chia sẻ. Còn bây giờ ba của con mắc cách đây mấy năm rồi, mẹ rồi, xong giờ anh rồi đi đến mẹ luôn. Tội nghiệp quá ha. Ủa mà sao ở đây hoàn cảnh này sao em không biết hả? Ví dụ như hoàn cảnh như vậy đó, ở dưới xã nó đưa về dưới xã, nó xã cũng có hộ nghèo, sau nó cắt luôn, cận nghèo rồi tùm lum hết, rồi thấy cũng cắt lần cắt rồi ấy. Rồi tự sau này giai đoạn cuối này cũng thấy cũng tự bươn chải đi, rồi em về vay tiền lo chứ cũng không thấy xã không khổ gì luôn. Đây thấy còn thấy ra đây thấy khó khăn anh. Cũng gặp sĩ báo vậy đó, mình cũng điện nhờ anh Hải hỗ trợ dùng cho em thôi, chứ chia sẻ đi, hỗ trợ giúp em. Chứ thấy hoàn cảnh này cũng quá khó khăn. Vậy là con học là ngồi ở Sài Gòn, mẹ là ở nhà tự mẹ đi bệnh viện tự lo vậy đó ha. Đến lúc mà giai đoạn đau đớn nhất thì con nghỉ học, con về đây con chăm mẹ. Hoàn cảnh như vậy mà em học cũng giỏi lắm anh hả? Đúng rồi, vừa xuất sắc 3 năm liền đại học. Còn từ lớp 1 trở lên thì cũng học sinh giỏi miết thôi. Vậy
trời. Anh nó học giỏi lắm. Anh cũng học sinh giỏi biết á, cũng giúp đỡ mẹ rồi còn, nhưng bị rủi ro tai nạn ra đây đột ngột, thấy cũng tội. Dạ. Còn ba thì ông bị ung thư phổi mất. Giờ tí mẹ ung thư gan. Tội ghê. Vậy thì con năm nay là mới bước sang năm tư hay là sao con? Con mới bước sang năm tư. Năm nay mới bước sang năm tư hả? Tội cái là lúc đau ốm đó đi học cũng lỡ dở đúng không? Sau này mới về chăm mẹ. Dạ. Hồi đó thì con học có được học bổng hay là gì không? Để có điều kiện đi học đó. Dạ, đi học thì con có được học bổng. Có được một học bổng hả? Bà con này có đông không anh? Bà con này có, con nhà bác được 4 anh em. Nhà bác tốn thì được 2-3 anh em. Mà cũng khó khăn, không ai giúp đỡ được hết. Ông hai ông anh của hai ông bác hai ba anh em cũng chịu, cũng ở nhà đó sẽ dạy nên cũng không ai lo được, chịu cái mai táng này dạy không biết sau này, cũng động viên mấy anh em cố gắng thôi chứ sau này giờ còn một em phải cố gắng lên chứ còn đừng có suy sụp luôn cả. Vì tương lai của em là giờ đó chứ. Lo ráng chứ còn sụp luôn là thua. Động viên biết, nói chung là cô bác ở hàng xóm chị cũng động viên vượt qua thôi chứ. Dạ. Con trai Hường cố gắng con ha. Dạ. Cố gắng đi học ha. Có chú ở đây chú chia sẻ rồi chú đồng hành nha. Dạ. Để biết đâu có duyên cô chú anh chị giúp cho con học hết cái năm tư chứ đừng có bỏ cuộc giữa chừng ha. Dạ. Vì tương lai của mình rất là quan trọng. Thì thật sự chú cũng biết con trải qua cái nỗi đau rất là nặng. Ba mất rồi anh rồi đến giờ còn đến mẹ. Học hành thì con cũng rất là tốt nên là con phải cố gắng đừng có bỏ nha con. Dạ. Tội cái nhà. Em học này thấy cái bằng khen gì đó đó anh. Rồi. Học mấy năm rồi con đem bằng khen về là con để trong đó hả? Dạ con gửi đi cho mẹ. Con gửi cho mẹ. Mẹ con chắc cũng thấy con học như vậy chắc cũng rất là mừng đúng không? Cố gắng rồi, thương cả nhà em còn vinh danh được không đó anh hả? Dạ. Trời ơi, sinh viên cả nhà xếp loại giỏi, học rất là giỏi luôn cả nhà này. Mà hoàn cảnh gia đình của em quá thương luôn cả nhà ơi. Xuất sắc luôn anh hả? Trời ơi, cả nhà ơi, học rất là giỏi nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình Cái này 24 mới đây. Trời ơi mới đây luôn cả nhà này. Xuất sắc rồi luôn á hả? Dạ dạ. Dạ. Tiếp hả? Còn 52 bạn khen không? Bạn khen không ạ? Trời. Thương kinh thì cả nhà. Mẹ chắc cũng trông chờ để đi học ra trường đúng không? Trời ơi thương quá cả nhà. Hôm nay chú cũng biết đến hoàn cảnh của con ha. Lần đầu tiên thì chú cũng thay mặt cho cô chú anh chị trên kênh của chú đó ha. Chú cũng gửi cho con số tiền để cho con lo đám tang cho mẹ của con nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi chú đọc cái danh sách nha. Danh sách cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh Cuộc Sống Miền Trung ha. Có cô Linh ở Mỹ 1 triệu. Cô Điệp chú Rô ở Úc 1 triệu. Cô Dấu Tên ở Canada là 100 đô Canada, 1.850.000. Con cũng gửi cho cô hoàn cảnh của cháu trai đây ha. Rồi cô Hiệp Quỳnh là 1 triệu, tổng là 4.850.000 ha. Đó, thì chú cũng gửi cho con luôn là 5 triệu nha. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã hỗ trợ giúp đỡ cho con. Để lo đám tang cho mẹ con ha. Dạ. Rồi con có thể là cho chú xin cái số điện thoại của con đi ha. Thì có cô chú anh chị chia sẻ giúp thì có thể gọi cho con được tiếp luôn ha. Dạ. Số điện thoại của con là 0388 754 761. Từ từ. 0388 754 761. Rồi con có số tài khoản thì một tí nữa thì chú sẽ hồi nãy có anh có gửi cho em số tài khoản của cháu rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ dạ. Rồi để có gì em sẽ để số tài khoản của cháu lên.
và số điện thoại của con lên ha. Dạ. Ừ, con cũng cố gắng rồi vượt qua cái nỗi đau lúc này ha, rồi cũng đừng có bỏ cuộc học nha con. Dạ. Ừ, rất là thương đó nha. Bây giờ đi ra ngoài chút ha. Dạ, dạ. Đi ra ngoài ha, để chú hỏi thăm con một chút. Ba con mắc là mấy năm rồi? Dạ 10 năm. 10 năm rồi. Còn anh của con? 12 năm. 12 năm. Anh mắc xong rồi đến như ba mắc. Giờ đến mẹ. Xuống lần thôi chứ còn anh hay có hai ông anh hai ba nữa cũng cố như nhau thôi. Hai ông anh con ông bác hết đó. Mấy ông dự cũng như vậy là cũng già hết rồi, cũng không là không giúp được gì. Kêu gọi thôi chứ còn giờ mình cũng giúp đỡ cho em vượt qua thôi chứ cũng. Mẹ đau 6 năm rồi chắc cũng chịu đau đớn lắm ha. Thư gan là chắc là thời gian mà không như đi xà trị xong về đó cũng cố gắng bón bánh mì bón nước ở chỗ đây cầm cự qua ngày để bón bánh mì bán nước để mà lo cho con đi học đó. Mà chắc mẹ cũng rất là tự hào có đứa con học rất là giỏi nhưng mà chưa thấy được kết quả. Nói chung hai anh em nó đứa nào cũng giỏi hết nhưng mà không hướng được đứa nào hết, không đứa lớn nó cũng vậy, học giỏi lắm mà xuyên thằng đó to chứ làm giúp đỡ mẹ lắm nhưng cuối cùng bị tai nạn là cũng ra đi đột ngột, cũng cố nén đâu cái đó cũng lo cho thằng này, cuối cùng bây giờ cũng bị luôn kiểu thế này. Nói chung là chắc cũng giống như người mất hồn nữa, giờ em cũng không có nói gì được cả nhà. Thương em cũng mong rằng cô chia sẻ ha, thì được cô chú anh chị giúp đỡ cho con là Hồ Tấn Anh ha, để cho cháu thứ tiên thì lo đám tang cho mẹ này, thứ hai nữa là để sau này cháu còn đi học nữa, bởi vì bây giờ đám tang lo chắc cũng chặng đường của em thì mong rằng là em sẽ tiếp tục đi học đại học ha. Có nhiều cảnh mẹ cha như vậy thì bỏ giữa chừng thì cũng rất là tiếc cho em, vì học rất là xuất sắc. Con học công nghệ thông tin là con học ngành gì con? Ngành công nghệ thông tin là mấy lập trình hay là cái gì? Lập trình web ha. Con có đi làm thêm gì chưa? Dạ con đi thực tập. Mới đi thực tập hả? Dạ. Là hết năm sau là con ra trường đó ha. Dạ. Bữa nay là có đang đi thực tập không hay là dạ nó đi thực tập mà con suy nghĩ con suy nghĩ hả? Mẹ nó ở trong viện tháng này either tháng này nó việc nó hồi trước cũng được lắm, lo tháng này thì giờ rồi ốm dậy luôn không ăn không ngủ luôn, nó thâu thâu thức mấy bữa nó học thêm có online nữa nên nó không có thời gian nó ngủ luôn. Hồi tối thì về đây, nó bác nó ngủ được xíu thôi chứ còn nó không chịu ngủ, nó lo rồi nó không chịu ngủ, sợ nó suy sụp luôn nên bỏ đường tương lai của nó cũng tội, động viên biết thôi, cũng thấy vậy chạy rồi động viên biết thôi. Cũng thương cho em mà sau này em thành công ha, không có ai mà để như mẹ lo cho con như vậy đó mà cũng chưa thấy được cái ngày con ra trường ha. Mong là cố gắng là sống cho đến cố hai cũng mong vậy đó. Hầu còn ấy còn sống cũng mong biết vậy đó. Trong cho nó ra trường để cho cô đi cũng biết vậy mình cũng có sống. Nhưng mà cuối cùng không lấy ra được. Cái nào bất hạnh nào mà khi mà mình được thành công mình ra trường rồi mà không có ai để mà cùng vui với mình đó. Thôi nhưng mà cũng cố gắng, ở đây có bà con anh em bằng xóm rồi cũng động viên của em ha. Thì em cũng sẽ đồng hành. Nếu như cháu có gì khó khăn á ha thì anh hoặc là cháu có thể là liên lạc với em nha. Còn hôm nay thì chú sẽ để cái số điện thoại và số tài khoản của con ha. Để có cô chú anh chị giúp cho con thì sẽ liên hệ với con trực tiếp nha. Cho nó dễ dàng hơn trong cái lúc này cả nhà ha. Thì hoàn cảnh của em là ở đây là gần ngã ba cây cốc quý vị. Xã Bình Phục anh ha. Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình đúng không? Tỉnh Quảng Nam cả nhà ha. Thì
hôm nay cũng nhân viên được anh ở đây gọi điện thoại để mà dạ, chia sẻ giúp cho cháu đó nè. Thì bắt đầu cho Hải cũng xin trích quỹ ra để gửi cho cháu lo đóng tay cho mẹ. Rồi cũng cầu mong rằng là sẽ có được các cô chú đồng hành để giúp cho cháu, bởi vì cháu học rất là giỏi cả nhà. Rồi thì hôm nay em cũng đến đây thăm viếng cho gia đình em chút ha. Cảm ơn anh đã chia sẻ hoàn cảnh đến em và khán giả biết hơn để đồng hành giúp đỡ cho cháu nha. Em cũng cảm ơn đồng hành Hùng Quân đã giúp đỡ cho em lo mai táng cho mẹ nó. Cảm ơn anh Hải đã bỏ chút thời gian vô chia sẻ với gia đình của em. Cảm ơn anh nhiều. Nếu con nghe, con cố gắng vượt qua nghe. Dạ. Có gì con gọi cho chú Hải nha. Dạ. Chú sẽ đồng hành với lại con để chia sẻ nha. Dạ. Rồi vậy ha. Hải cũng xin cảm ơn cô chú anh chị nha. Chào tất cả quý vị.